Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi loa đa hướng, đôi loa Mỹ đa hướng của hãng DBX. Model của em nó là SX1000. Đây quý vị, em tháo nội thất cho quý vị xem luôn nhé. Đây quý vị, cực kỳ luôn quý vị, bộ lọc của nó này quý vị, tăng cực kỳ khủng nha. Đây này, tuốt ở dưới luôn nè, khủng, rất khủng nha quý vị, phân tăng cực kỳ khủng luôn. Đây cũng vậy, rất khủng nha quý vị, rất là nóng. Thì có một cái vấn đề như thế này, quý vị quan sát, nếu mà từ ngoài thì quý vị chắc không thể nhìn ra được là tại vì hai em nó là y chang nhau quý vị. Đây gọi gì không khác cái tí gì cả, nhưng mà có một cái điều này như thế này em cũng khá là bất ngờ. Giờ cũng là đây, nhìn quý vị nhìn cũng thấy rồi ha, một củ từ to và một cái củ từ nhỏ, tất cả cái này đều là sườn xanh nhà binh hết nha quý vị, màu lính đó. Là xịn hết nha quý vị, sườn xịn hết đấy, mỹ xịn hết đấy, con nguyên zin hết nha, nguyên zin. Con nó bằng nhau hết nha, củ từ rất là to luôn, con nó bằng nhau hết quý vị, con bằng nhau hết, bát bằng nhau hết, màng giống nhau hết, các thứ giống nhau, chỉ có cái cụ tử nó to với nó nhỏ thôi. Đây, quý vị nhìn ở ngoài vào quý vị không bao giờ biết, làm sao biết được, tại vì nó y chang nhau à. Thì nó có điểm như vậy đấy. Thì nói chung mình mua loa thì mình nhìn ở ngoài thôi, cụ từ to từ nhỏ thì mình không để ý, mình không thấy, nên thành thì vậy, tháo ra nó vậy thì thôi, để vậy luôn. Hát nó không lạch tiếng nha quý vị. Rồi bây giờ em lắp vào em test cho quý vị nghe nha. Nếu ta đừng quên nhau một chiều hoa đang tươi màu, giờ thì đố quý vị nhận ra được bên nào củ to, bên nào củ nhỏ nha. Hát đều mười mười nha quý vị, không lọt đâu. Cũng
không hiểu là tại sao nó lại có cái sự việc như vậy, chưa từng thấy như vậy. Tại vì mặt trước thì nó giống, cái màn nó giống 100% luôn, zin hết. Mà tại sao lại cũng to cũng nhỏ, cái này em nghĩ là chắc đời trước đời sau rồi nó lấy củ bát khi nó gắn vào thôi. 4 đường tiếng nha quý vị, bát 20, một chung giấy khoảng 12cm và một chép đơm. Lò thiết kế hay kiểu như tứ giác, rất đẹp nha quý vị, kiểu dáng này nọ các thứ. Bass 20 nhỏ nhưng mà chất âm không hề nhỏ nha quý vị. Đây, thiết kế kiểu cái tứ giác như thế này. Đây mình thấy còn cái chép nữa nha. Đây, lỗ hơi nằm đây nha. Cái thiết kế này nó giúp cho cái âm thanh nó lan tỏa khắp căn phòng chúng ta hết. Loa được sản xuất năm 1979. Made in USA nha quý vị để ý nha, chữ nó màu đen nó hơi mờ. Đây này, Made in USA nha, hơi khó thấy chút. Đấy, Made in USA đây nè. Như chừng này nó có sơn tốt chút xíu nha quý vị. Trên đầu này sân núi xanh sóng biếc còn dâng, quan trọng là tất cả nội thất bên trong nguyên zin nguyên bản 100% hết. Cho mấy cái cạnh này nè bị chóc sơn, sơn tốt đây nha quý vị, nguyên zin hết nha, quan trọng nó đẹp, nó nguyên zin nha quý vị. Đôi loa này thì bên em bán thanh lý cho quý vị giá 4.200.000 đồng thôi, ship toàn quốc và không bao phí ship nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bài An Giang. Xin cảm ơn.